Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự sáng thứ ba, ngày 14 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình Thời sự sáng nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Chợ Đồn hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021. Thanh niên người Tày làm giàu từ sản xuất gỗ rừng trồng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại huyện Bắc Nẵm. Sáng ngày 13 tháng 12, Huyện ủy Bắc Nạm đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 7 mở rộng nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác năm 2021. Năm 2021, với sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã có 46 trên 54 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, lĩnh vực kinh tế đạt 15 trên 21 chỉ tiêu, lĩnh vực văn hóa xã hội đạt 15 trên 16 chỉ tiêu, lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính đạt 10 trên 11 chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố và bảo đảm hoạt động hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như có 8 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Hội nghị lần này đã thông qua báo cáo kết quả 1 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đến thời điểm này, huyện Chợ Đồn đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của cả năm 2021 đạt trên 112,8 tỷ đồng kế hoạch giao. Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo Chi cục Thuế huyện lập kế hoạch chi tiết phân tích khả năng thu của từng tháng, từng quý, trên cơ sở đó đưa ra giao ban định kỳ hàng tháng. Cơ quan thuế phối hợp tốt với các phòng ban chuyên môn của huyện triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về thu ngân sách. Trên cơ sở kết quả đạt được, huyện Chợ Đồn tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện triển khai các biện pháp thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm 2022. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 89 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2020. Cùng với đó, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã này cũng từng bước được nâng cao. Trong năm 2021, các hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đã đẩy mạnh góp vốn, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, đồng thời nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm của các hợp tác xã trong lĩnh vực này ngày càng có uy tín và được thị trường ưa chuộng như miến rong, mì gạo, hoa quả sấy, dược liệu, các sản phẩm chiết xuất từ tinh dầu. Đến nay, các hợp tác xã phi nông nghiệp của tỉnh đang thu hút 837 thành viên tham gia sản xuất, tăng 40,4% so với năm trước. Tổng vốn điều lệ đạt 94,9 tỷ đồng, tăng 19,1%. Thu nhập bình quân của các thành viên người lao động thường xuyên là 68 triệu đồng trên người trên năm. Đây là những kết quả đáng mừng mà các hợp tác xã phi nông nghiệp của tỉnh đã đạt được dù trong năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình sản xuất, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, thì nguồn vốn tín dụng chính sách ở Bắc Cạn vẫn triển khai hiệu quả. Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã giúp họ có điều kiện để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống và nâng cao thu nhập. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác này tại huyện Chợ Mới. Doanh nghiệp tư nhân Huấn Hòa tại huyện Chợ Mới là một trong những đơn vị sử dụng lao động được hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động theo nghị quyết số 68 của Chính phủ thời gian qua. Với hai lần vay vốn không lãi suất đã giúp cho doanh nghiệp phần nào giảm bớt khó khăn trong quá trình sản xuất giữa bối cảnh dịch bệnh. Có cái chương trình hỗ trợ cái thì bên doanh nghiệp được ngân hàng cử cán bộ sang là hướng dẫn các thủ tục. Và sau khi kiểm tra các thủ tục thì cũng nhanh chóng giải ngân rất là nhanh gọn, không có khó khăn gì, không vướng gì cả. Đến thời điểm này, huyện Chợ Mới vẫn đang là địa phương triển khai hiệu quả nhất việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết số 68 của Chính phủ. Mặt khác, trong 11 tháng đầu năm 2021, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng giải ngân hơn 100 tỷ đồng cho hơn 1.900 hộ vay. Trong đó tập trung giải ngân một số chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo.
cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Cũng nhờ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách này thì đúng bà con thì được cái là có thể là tạo điều kiện được về lãi suất nó thấp và đẩy được cho bà con về chăn nuôi này là rất là tốt. Đến nay, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp cho gần 1.400 hộ nghèo, hơn 1.100 hộ cận nghèo, 178 hộ mới thoát nghèo, 185 hộ vay vốn dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Hơn 2.400 hộ gia đình tại vùng khó khăn có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. 21 học sinh, sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập, xây dựng, cải tạo trên 4.600 công trình nước sạch, công trình vệ sinh. Ngân hàng ấy thì cũng phối hợp với cả các cái cơ quan chức năng, phòng lao động thương binh xã hội cũng như là chính quyền địa phương cấp xã nơi cái lao động đó thực hiện cái phương án sản xuất kinh doanh ấy thì cũng thường xuyên kiểm tra giám sát cái sử dụng vốn vay của các cái hộ. Trong quá trình kiểm tra thì thấy các hộ là sử dụng vốn vay là đúng mục đích và có hiệu quả. Năm 2022, Viện Chợ Mới đặt mục tiêu phấn đấu giảm 2-3% hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu trên, trong thời gian tới, Viện Chợ Mới sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với các cấp, các ngành, các hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai thực hiện tốt các chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đảm bảo giải ngân kịp thời, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm giúp cho người nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Thưa quý vị khán giả, sinh ra ở một vùng quê còn nhiều khó khăn, anh Lương Ma Thế Công, một thanh niên dân tộc Tài ở xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, đã nuôi quyết tâm vượt khó vươn lên làm giàu. Nhận thấy ngành gỗ bóc có tiềm năng phát triển, anh quyết định đầu tư mở xưởng sản xuất gỗ ván bóc. Nhờ sự năng động, mạnh dạn và nhạy bén với thị trường, cơ sở sản xuất của anh Công ngày càng hoạt động hiệu quả và tạo được nhiều việc làm cho lao động địa phương. Sau khi tốt nghiệp trung cấp mỏ năm 2011, anh Công được nhận vào làm ở một công ty khoáng sản. Tuy nhiên do công việc không phù hợp nên vài năm sau anh lại chuyển sang làm thuê cho một xưởng gỗ bóc. Cũng từ đây, nhận thấy nghề này có khả năng phát triển, anh Công đã tìm hiểu, học hỏi và đi đến quyết định đầu tư mở xưởng riêng. Năm 2019, anh vay mượn gia đình và ngân hàng 1,2 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, phục vụ sản xuất, chế biến gỗ ván bóc. Sau khi đi học ra trường thì tôi cũng tìm hiểu về nhiều việc làm ở địa phương, thì tôi thấy là làm cái xưởng bóc thì nó có hiệu quả hơn, thì em cũng quyết định đầu tư vào làm xưởng bóc. Và tôi cũng mất hơn năm thì tìm hiểu về thị trường, đầu ra đầu vào các thứ, cũng nghiên cứu kỹ rồi bắt đầu mới quyết định đầu tư. Thời gian đầu hoạt động của cơ sở chế biến gỗ do anh Công quản lý gặp không ít khó khăn, anh từng bị thất bại và chịu thua lỗ. Nhưng cũng từ đó anh rút ra được bài học và dần tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý trong sản xuất. Đặc biệt, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, anh Công đã nỗ lực vượt khó, tích cực tìm hiểu thị trường, nghiên cứu, đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng máy móc công nghệ vào chế biến. Từ đó giúp hoạt động của xưởng gỗ đi vào nền nếp, từng bước phát triển và thu được những thành công. Hiện cơ sở chế biến gỗ của anh Công đang tạo việc làm cho 7 lao động thường xuyên với thu nhập trung bình từ 5 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Tôi vào làm xưởng này thì cũng được hơn một năm rồi. Thì nói chung là thu nhập nó cũng ổn định, công việc thì cũng không có gì là vất vả cả. Làm ở xưởng của anh Công này thì nói chung là cũng không có gì là khó khăn, thu nhập cũng được và tạm ổn. Ngoài số công nhân làm việc thường xuyên, cơ sở sản xuất gỗ của anh Công còn tạo việc làm thời vụ cho hơn chục lao động ở địa phương với thu nhập một ngày công từ 150.000 đến 200.000 đồng một người. Mỗi năm, cơ sở này còn giúp tiêu thụ trên 1.000 mét khối gỗ rừng trồng cho người dân địa phương. Doanh thu hàng năm ước đạt 300 triệu đồng. Từ những kết quả mà anh Công đạt được cho thấy, chỉ cần sự quyết tâm và nỗ lực vươn lên, thì những thanh niên người dân tộc thiểu số có thể làm giàu ngay chính trên mảnh đất quê hương của mình, mà không phải rời quê hương tìm kế sinh nhai. Đây cũng là một giải pháp đảm bảo an toàn, hạn chế người dân trong tỉnh đi làm việc ở tỉnh ngoài trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn bán trú, các trường học trên địa bàn huyện Bắc Nạm đã xây dựng hệ thống bếp ăn một chiều theo quy định. Bếp ăn một chiều là chuỗi hoạt động trong bếp ăn tuân thủ theo một chiều nhất định. Các hoạt động diễn ra theo đúng thứ tự: nguyên liệu đầu vào, sơ chế, lưu trữ, nấu nướng, chia đồ, phục vụ và dọn rửa vệ sinh.
việc đảm bảo nguyên tắc bếp một chiều đảm bảo thực phẩm sống và chín không lẫn lộn với nhau. Các trường học thực hiện ghi chép và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Nạm có 100% trường mầm non đã tổ chức ăn bán trú cho trẻ, 20 trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức ăn bán trú cho các em học sinh. Trong đó đối với khối tiểu học tổ chức học trường chính và thực hiện ăn bán trú từ lớp 3 trở lên. Xác định phổ cập giáo dục là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, huyện Nari tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, đặc biệt quan tâm đến việc huy động học sinh bậc trung học cơ sở. Đến thời điểm này, toàn huyện có 16 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và một xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 2. Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Hiện nay tỷ lệ học sinh huy động vào lớp 6 đạt 100%. Các trường học đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tại lớp 6 và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình cho khối lớp 7 vào năm học sau. Các trường học thường xuyên phối hợp với địa phương tuyên truyền vận động người dân tạo điều kiện cho con em đến trường, hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm. Do vậy mà năm học trước chỉ có 6 học sinh bỏ học, năm học này đến thời điểm hiện tại, bậc trung học cơ sở vẫn duy trì sĩ số đạt 100%. Hôm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Cạn tổ chức cuộc thi rung chuông vàng đối với bậc học mầm non cấp thành phố. Tham gia hội thi rung chuông vàng mầm non cấp thành phố có 80 trẻ mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi. Đây là các bé sẽ kết thúc chương trình học mầm non tại trường và vào lớp 1 trong năm học mới 2022-2023. Trải qua 30 câu hỏi chính và 15 câu hỏi phụ có độ khó tăng dần, các bé đã thể hiện rõ tư chất thông minh, trí tuệ, sự hiểu biết rõ ràng về cuộc sống xung quanh, nhanh nhạy, nghiêm túc và ý thức cao. Thông qua cuộc thi nhằm đánh giá việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục phát triển ngôn ngữ, phát triển nhận thức, củng cố nâng cao chất lượng chuyên đề giáo dục an toàn giao thông và một số chuyên đề đã được triển khai trong trường mầm non. Đây cũng là dịp để các trường được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ, giúp trẻ tự tin mạnh dạn trong giao tiếp, nâng cao công tác truyền thông trong các cơ sở giáo dục mầm non. Thưa quý vị khán giả, những năm qua phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Bắc Nạm ngày càng phát triển. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Khâu Đứng, xã Bộc Bố là bản có 100% đồng bào dân tộc Sán Chỉ sinh sống. Những năm qua, nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt quy ước, hương ước của địa phương về xây dựng đời sống văn hóa, gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tích cực đấu tranh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội. Đến nay, thôn có trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và nhiều năm liền thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Để thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư ấy, thì trong thời gian qua cũng như là hiện tại thì ban công tác mặt trận khu dân cư như là trong thôn thì cũng luôn vận động cho bà con, các con cháu cũng luôn giữ gìn cái bản sắc văn hóa của mình. Ở trong thôn thì hàng tháng thì các cũng vận động cho các hội viên là quét dọn đường làng ngõ xóm và sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại huyện vùng cao Bắc Nạm đã đạt được những kết quả thiết thực, từng bước đi vào chiều sâu và trở thành phong trào thi đua rộng khắp. Phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Năm 2021, toàn huyện Bắc Nạm có trên 85% số gia đình đạt chuẩn văn hóa, trên 89% thôn đạt chuẩn văn hóa, 96% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Trước khi có cái chương trình phong trào xây dựng nông thôn, xây dựng văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới thì trong những 5 năm qua thì bà con đoàn kết, đặc biệt là chấp hành tốt các chủ trương và được đạt 7 năm, nay 7 năm liền và được đạt nhiều hộ gia đình văn hóa nhiều năm liền. Để thực hiện tốt cái việc này thì trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã sâu sát, đã hướng dẫn cấp cơ sở để tổ chức chu đáo các hoạt động nhằm cổ vũ cho toàn thể nhân dân các khu dân cư trên địa bàn của huyện. Để nâng cao chất lượng của phong trào, đưa phong trào từng bước đi vào chiều sâu, huyện Bắc Nạm tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các phong trào ở cơ sở và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội,
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc triển khai phong trào nhằm nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay. Chương trình Thời sự sáng thứ ba của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.